thực hiện cao điểm tấn công phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 3 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng súng hơi bắn đạn chì. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 14 tháng 11 năm 2023, công an thành phố đã phát hiện 3 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng súng hơi bắn đạn chì do đối tượng Lâm Lâm Vũ, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, huyện Thế Lai, cầm đầu. Tam vật thu giữ gồm 5 khẩu súng hơi bắn đạn trì, 1 ký đạn trì và một số bộ phận của súng hơi. Hiện nay, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.